Rõ ràng là chữ của Thái Lan đấy. Mình không thấy ngon. Lầy nhá, khoai tây chiên nhá, thương hiệu nổi tiếng thế giới nhá. Bin bin cua hoàng đế nhân 4x4. Vỏ rất là đẹp. Con cua hoàng đế thì cũng khá là đẹp. Oxy này, vị này rất là ngon. Cảm giác như kiểu vừa ngọt vừa cay cay nhẹ nhẹ. Mình cảm giác ăn như cảm giác như ngon, mình phải cho 8 điểm. Gói cuối cùng, Michu, hương vị tự nhiên. Wow, ten 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 ten. Hello, chào tất cả mọi người và các bạn đã quay trở lại với Teng Teng nhé. Hôm nay Teng sẽ ăn tất cả chú Bin Bin này như kiểu là review xem Bin Bin nào ngon nhất và Bin Bin nào không ngon và Bin Bin nào dở. Tăng sẽ đếm xem bao nhiêu vị nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vị Bin Bin luôn. Hôm nay Tăng sẽ test thử xem như thế nào nhá. Vị rong biển. Bên trong vị rong biển khá nhìn là đỏ đỏ, rất là ngon đây này. Vị rong biển thì không giống vị rong biển đâu lắm. Ăn bin này nó khá là nhạt. Mình đánh giá cho gói này 6 điểm. Bin bin oxy, vị mực cay nhá. Vỏ bên ngoài hình ảnh là rất là đẹp luôn này. Bin bin rất là đẹp, tròn tròn như quả trứng luôn này. Mở túi ra bin bin rất là thơm luôn. Giống mấy quả trứng luôn này. Oxy này, vị này rất là ngon. Cảm giác như kiểu vừa ngọt vừa cay cay nhẹ nhẹ. Mình cảm giác ăn như cảm giác như ngon, mình phải cho 8 điểm. Hãng Poka như mực lắm muối ớt. Vỏ bên ngoài màu xanh rất là đẹp luôn này. Bên trong ruột thì giống mấy con giun nhá. Hãng Poka này thì Bin Bin thì cảm giác ăn nó vừa phải, nó không không mặn, nó cũng không nhạt, cảm giác như kiểu nó vừa được. Vị cay của nó, vị cay rất là nhẹ. Mình ăn thì cho đánh giá 8 điểm. Gà nướng mật ong, Bin Bin là kiểu Thái Lan hay sao ấy. Vỏ Bin Bin này rất là mỏng nhá. Theo tiêu đánh giá thì Bin Bin này mình ăn cảm giác không thấy ngon. Rõ ràng là chữ của Thái Lan đấy. Mình không thấy ngon. Tôm hùm cay 3x nhá. Cái này Bin Bin này chắc cũng của hãng của Thái Lan này. Mùi mùi giống yếu này. Cho thằng ăn cái này cũng không ngon, bỏ qua. Như kiểu không hợp vị ấy sao ấy. Như kiểu Teng ăn không hợp vị của vị ở Thái Lan hay sao, ăn cảm giác nó không ngon. Lầy nhá, khoai tây chiên nhá, thương hiệu nổi tiếng thế giới nhá. Vị sườn bò nướng BBQ này. Nhìn Bin Bin giòn vàng đẹp chưa. Vị khoai tây, vị bò, cảm giác như vị kiểu nhạt nhạt nó vừa phải. Ăn nó kiểu ngậy ngậy ngậy. Khoai tây, mình cho 9 điểm.
Boca, gà lướng quay da giòn. Bên trong rất là đẹp luôn này. Ăn nó vị vị, nó nhạt, nhưng mà cảm giác nó hơi có điện đậm đặc, không cay cho lắm. Bạn nào không ăn được cay thì ăn cay này, cái này ăn ok. Cua hoàng đế, bin bin cua hoàng đế nhân 4x4, vỏ rất là đẹp. Con cua hoàng đế thì cũng khá là đẹp. Bên trong bin bin thì cảm giác rất là nhạt. Thật sự nhưng in bao bì là cua hoàng đế thật, ăn cảm giác nó không thấy vị biển tí nào cả. Theo Teng thì Teng ăn cảm thấy cũng bình thường. Mực lướng đây, lại bi bin là của Thái Lan rồi. Teng ăn không hợp Thái Lan rồi, lại nhưng lại có Thái Lan. Mực lướng thì cái này là hơi hơi hồng hồng đỏ đỏ một tí cho lắm. Bi bin từ Thái Lan từ lúc Teng ăn thấy khá là nhạt. In cũng hình giống con mực phết chỗ này, nhưng nó khá là nhạt. Gói cuối cùng mi chu, hương vị tự nhiên, rất là ít luôn, bên trong có vài cái thôi này. Lắc rất là đẹp luôn. Bin bin này, mi chu này, mi chu với mi chu gì đấy không rõ. Có lẽ thì ăn nó khá là đậm đà, cảm giác nó rất là ngon miệng. Đây là đánh giá là theo ý kiến của Teng thôi nhá. Còn các bạn nào thích ăn thì các bạn là cứ ăn thoải mái. Còn ý kiến của mình là mình ăn thì mình cho ý kiến là như thế, còn không ảnh hưởng gì đến các cái bề ngoài linh tinh cả, là do ý kiến của Teng thôi nhá. Cảm ơn tất cả mọi người và các bạn đã xem hết video của Teng nhé. Mọi người và các bạn đừng quên đăng ký kênh và like và subscribe cho Teng nhá. Comment nữa nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhá. Bye.